Những tuần vừa qua thì số ca nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không giảm. Dịch sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát mạnh vào mùa mưa và diễn biến phức tạp tại thành phố này. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhập viện sốt xuất huyết trong tháng 10 vừa qua gấp 1,4 lần so với tháng trước. Cụ thể tháng 9 là 1.134 ca, trong khi tháng 10 lên đến 1.581 ca. Tình hình này cũng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Theo số liệu thống kê của bệnh viện này, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, bệnh viện tiếp nhận và điều trị 351 ca sốt xuất huyết, gấp 2,3 lần so với nửa đầu tháng 10. Trong đó, phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết dengue, với khoảng 70% số ca nhập viện điều trị trên 18 tuổi. Quận Thủ Đức là một trong 8 quận trọng điểm về sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm hiện tại, quận Thủ Đức đã có 1.006 ca, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch bệnh tập trung nhiều tại các phường có mật độ dân cư cao, gần khu công nghiệp, khu đại học, khu nhà trọ, các công trình dự án treo như phường Linh Trung, Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước.